kênh truyền hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương và đang theo dõi về cây giống hoàng kim tại hợp tác xã chúng tôi. Hôm nay tôi đang đứng tại khu vườn hoàng kim và ngay ở cái nơi mà có trái hoàng kim rất là nhiều. Nhiều người hỏi tôi là hoàng kim có thể trồng được ở những vùng đất nào. Xin thưa với quý vị các bạn là trồng được tất cả trên các loại đất. Và có nhiều bạn muốn hỏi, có một câu hỏi hỏi như thế này: nếu mà trồng ở cái vùng mà gió nhiều thì liệu nó có rụng quả rụng bông không? Thì nay tôi đang đứng ngay cái khu vực mà gió rất là lớn và hiện giờ trái cũng đang chín và rất là nhiều, thì không có, xin thưa bà con là không rụng nếu như mà không có bão. Trừ trường hợp nếu bão lớn thì mới rụng bông, còn gió mà bình thường với mức độ rung cây lắc lư thế này thì nó vẫn không rụng bông và rụng trái nghe bà con. Và bây giờ tôi sẽ quay cho bà con xem, tại vì hôm nay là đang tập trung để làm nó, rồi bà con xem nha. Đây, bà con nghe có thể là sẽ nghe được tiếng gió phải không ạ? Đây, gió nó lắc lư cây kinh khủng. Bà con có nhìn thấy trái không ạ? Đó, những trái này nè. Gió rất là lớn, gió như gió biển luôn. Đây, trái chín vàng hết rồi. Nhưng mà vẫn chưa không xuống được những cái đọt mà nó nghiêng sang một bên. Bà con thấy không? Đây, những cành lá gió kinh khủng. Chưa bao giờ mà có những cái cơn gió là lớn như thế này. Đây, có thể gió gãy cành luôn nhưng mà không thể rụng trái được. Đây, đây bà con mình theo xem không, cơn gió rất là lớn. Gió này là gió mùa cuối năm, nó ảnh hưởng cơn bão vừa qua, cho nên là gió rất là lớn đã tràn vào đây. Và xin kính chúc bà con chúng ta sẽ trồng và chăm sóc cây hoàng kim thật tốt nhé. Chào bà con.